chào cô chú anh chị nha. Em lên cho cô chú anh chị những mặt hàng là nồi nè cô chú anh chị, và có một số cái thùng sắt nè cô chú anh chị ha. Để đèn đây, em lên cho cô chú anh chị một cái bộ nồi, một số ba bộ nồi luôn cô chú anh chị, 3-4 bộ luôn nha. Nhiều rất là nhiều mẫu nha. Rồi bộ này là 1,3 triệu cho 3 món nè cô chú anh chị ơi. Hàng này của Đức nha. Dạ hàng này của Đức. Nó sẽ có đo dung tích bên trong luôn nè. Ở đây nó sẽ có sẻ chia mà vạch nước bên trong luôn, dung tích là 2 lít. Ừ, cái này cũng nặng ghê luôn á ta. Cái này nặng ghê lắm luôn á cô chú anh chị. Đây, cây saliva. Rồi con này đường kính qua giúp em là 20 nè. Con này đường kính là 20, cao là 10.5. Dạ đường kính 20, cao là 10.5. Bộ này 3 món rất là đẹp cô chú anh chị nha. 3 món là 1,3 triệu. Cái này là nồi giữa, này là đường kính 20. Con này nặng ghê, bắt từ rất là nhanh luôn cô chú anh chị. Xài từ xài ga đều được. Con này nó có chống dính tự nhiên luôn nha cô chú anh chị. Lớp đáy là dày dặn giùm em. Lớp đáy là dày dặn giùm em luôn. Cái này đường kính 22, cao là 12.5. Cao là 12.5 cho cái nồi giữa. Còn cái nồi này đường kính là 24 là 26 nè cô chú anh chị. Đây, xin lỗi, 25.5. Cái này đường kính 25.5 ha. Cái này đường kính 25.5 giùm em. Cao lên giùm em luôn là 10 mấy ta? 15 cô chú anh chị ơi, cao lên là 15. Bộ nồi này có 3 món em bán cho cô chú anh chị. Bộ nồi này rất là nặng nha cô chú anh chị nha. Dạ giá là 1,3 triệu. Bộ nồi này nặng nhưng mà bắt từ lớp đáy dày dặn, từ rất là nhanh luôn. 1,3 triệu cho bộ nồi này, em có 1 bộ thôi. Dạ 1,3 triệu giùm em. Một bộ nồi 3 món. Đây. Rồi bộ này cũng 3 món luôn. Bộ này nó là inox luôn cô chú anh chị, inox hết nha. Bộ này 3 món, bộ này có quánh, có nồi. Bộ này 3 món luôn. Trời đẹp như vậy. Trời ơi, inox nguyên khối dày dặn luôn cô chú anh chị ơi. Con này ở phía sau nó có đóng nè, nó in gạch money nè cô chú anh chị. Trời ơi. Xài ga được, xài từ được, xài ngoại được. Con này dày lắm nha. Trời ơi, hàng phai ta là của Đức nè. Hàng phai ta là của Đức luôn. À đúng rồi, gạt này là Đức mà cô chú anh chị ơi. Rồi lên giùm em đường kính là 20 cô chú anh chị. Cao lên giùm em luôn là 8 nha. Đường kính là 20, cao là 8. Quá đẹp. Lên giùm em bộ này 3 món là 1,5 triệu. Ê ba nó, cái này 3 món 1,5 triệu không Vinh? 3 món 1,5 triệu cô chú anh chị. Một cái quánh, một cái nồi. Trời, nó nặng nguyên khói nha. Cái này nó nặng nguyên khói cô chú anh chị. Đây. Rồi cái này đường kính giùm em là 21 nha. Cao lên giùm em luôn là 10 nè. Cái này nó nguyên khói lắm cô chú anh chị ơi. Nặng nha. Ê con này nặng á. Ê bà Đào Vinh ơi, đẩy cho tôi cây căng giùm cái được không? Cây căng 5kg cho 3 món hả? Trời ơi, 5kg cho 3 món của chú anh chị. 5kg cho 3 món của chú anh chị ơi. Bộ này 5kg cho 3 món, nghe nặng dữ dàng luôn. Trời ơi, cái này là nguyên khói, em có một bộ luôn của chú anh chị ơi. Nguyên khói đẹp giùm em. Dạ, bộ này nó có chống dính tự nhiên luôn của chú anh chị ơi. Nó có chống dính tự nhiên luôn. Cái nồi lớn nè. Cái nồi này nồi lớn 3 món. Nồi lớn đường kính 26, cao là 13. Rồi bộ nồi 3 món này cô chú anh chị bán 1,5 triệu. Cân nặng bộ nồi 3 món này là 5kg. Dày dặn nặng lên. Ơi cầm cái này muốn sửa bài. Đó. Bộ này rất là đẹp luôn cô chú anh chị nha. Chống dính tự nhiên. Chống dính tự nhiên giùm em. Rồi em lên cho cô chú anh chị một cái ấm kêu. Một cái ấm kêu inox. Đây một cái ấm kêu inox cô chú anh chị ơi, ấm kêu. Ấm kêu này inox nha, hàng này là kim cương. Con này 650.000.
Con này dung tích là nó tầm 2-3 lít đó cô chú anh chị ơi. Con này ấm kêu nha, xài từ xài ga đều được. Xài từ xài ga đều được cô chú anh chị. Xài từ xài ga đều được dùm em. Không, cái bộ đồ nguyên khối này ta ai yếu là sao không nổi. Cái này nó ơi, cái này nó đóng gì yếm nè. Đây cô chú anh chị, cái này là nó có của Đức luôn nha, hàng này của hàng cây Saliva Villa, xin lỗi. Con này inox đẹp. Con này em bán 650.000 cái cô chú anh chị ơi, inox. Xài từ xài ga đều được. Xài từ xài ga đều được 650.000 cô chú anh chị ấm kêu. Cô chú anh chị nào chốt nhớ gọi qua cho em số hotline nha. Dạ 0703948359 chị ơi. Rồi em lên cái này nè, cái này thùng vỏ là thùng hòm. Thùng này là thùng đạn đó cô chú anh chị, thùng vỏ đồng. Thùng nó kêu là cái thùng vỏ đồng gì nè. Nhưng mà cái này là bằng sắt nha, cân nặng là 2 kg mấy lần á, 2 kg tôi 2 kg 6 lần cô chú anh chị. Mà cái này nó là được cái là em bán có 400.000 quá đẹp. Cái này có quá đẹp luôn. Đây con này còn rất là mới luôn cô chú anh chị ơi, nhà em bán 400. Hàng này là hàng của Mỹ nha. Hàng này hàng của Mỹ giùm em. Trời nó cứng như vậy. Về để đồ nghề. Dạ cái này đem mình đem về mình để đồ nghề, mình để cái gì cũng được nè. Em bán cho cô chú anh chị 400. Rồi lên cho cô chú anh chị một cái nồi lẩu Amway, hàng này là hàng của Mỹ luôn. Một cái nồi nạo lẩu Amway hàng của Mỹ giùm em. Có chống dính tự nhiên nha, đường kính là 30. Dạ đường kính 30, sâu giùm em luôn là 8 là cô chú anh chị nha. Sâu là 8 giùm em. Cái này đây. Rồi ai chốt nồi lẩu lên giùm em, nồi lẩu có nắp cô chú anh chị ơi, giá là 850.000. Giá 850.000 một cái nồi lẩu có nắp 850. 850. 850.000. Cái này em bán cho cô chú anh chị một cái nồi lẩu có chống dính tự nhiên của Mỹ nha. 850.000 em có một cái. Rồi một cái một cái nồi, một cái chảo nguyên khói nè cô chú anh chị ơi, inox nguyên khói. Đây. Tay cầm rất là đẹp luôn nha. Đường kính ngang là 28. À 27.5 thôi cô chú anh chị ơi, 27.5 thôi. Cái này 650 hả Vinh? Dạ cái này 650 cô chú anh chị, xài mình xài từ được, xài ga đều được nha. Con này nặng lắm. Đây, xài từ xài ga đều được luôn. 650.000 có chống dính xài rất là êm nè cô chú anh chị. Cái này không phải cho cái này chống dính nó rất là bền nha, đây cô chú anh chị. Chống dính này rất là bền nè. Đó, em đã kiểm tra test hàng cho cô chú anh chị trên video luôn. 650.000 quá đẹp. 650.000 giùm em. Rồi lên một cái lẩu nè. Lẩu này lẩu nón xài ok. Hàng này của Gẹp Mini của Đức nha, một cái 700.000 xin lỗi. Một cái 700.000. Hàng này là nó có lắp lại ở đây nè cô chú anh chị. Cái phần này mình để được hai phần lít nước. Hai phần lít nước lẩu nha, bên sau bên xung quanh này mình để cái gì ta? Để rau, để thịt cô chú anh chị mình xách cho đẹp. Ở bên trong mình để nước lẩu. Rồi đường kính của cái này là 22, 21, gần 22 cô chú anh chị ơi. Cái này là đường kính là 45. Dạ đường kính cái lẩu này 45, inox xài từ được giùm em. Dạ inox xài từ được cô chú anh chị ơi. Made in Gate Money nè. Dạ made in Gate Money ha. Mình xài từ khi cái lớp đáy này nè cô chú anh chị, nó bắt từ thì hai cái tay nè. Khi cô chú anh chị nấu cho dù thời gian có quá lâu thì đi chi chăng nữa thì những cái tay này nó vẫn không có bị bắt nóng, của chú anh chị không có bị bắt nóng luôn ha. Nó vẫn rất là ok. Bán 700 cho cái nồi lẩu này thiệt sự luôn, có nhiều khách mua em 5-6 cái luôn mà em giảm còn không được nữa đó cô chú anh chị, nói thiệt. 700.000. 700.000 cái của chú anh chị một cái nồi lẩu 700. Cô chú anh chị nào yêu thích thì cứ chốt giùm em. Rồi đây em có một bộ nồi men nè.
Bộ nồi men hoa hồng ba, bộ nồi men ba hồng, hoa hồng ba món. Bộ này em bán cho chú anh chị là nó sẽ có kích thước là đường kính là 20. Dạ đường kính là 20, cao là 10.5, cái nhỏ nhất ha. Rồi cái giữa nè cô chú anh chị. Rồi cái giữa giùm em đường kính là 22, cao là 12.5 cô chú anh chị ơi. Nồi men này mình xài được ga, xài từ, xài hồng ngoại đều được luôn. Họ tiết men, họ tiết men bên trên nồi rất là đẹp nè. Lớp đáy, lớp này thì nó dày dặn cô chú anh chị. Nói chung là hàng em đi sẽ bao hàng cô chú anh chị, không lỗi làm gì hết, không bị sức mang, không bị mẻ, không bị gì hết cô chú anh chị nha. Một bộ nồi như thế này thì sẽ có 3 món cô chú anh chị. Sẽ có 3 món, nồi nhỏ nhất là đường kính 20, nồi giữa là đường kính 22 và nồi lớn nhất là đường kính 24. Là em bán 3 món cho cô chú anh chị á, là giá là 1.3 triệu, em bao ship luôn. 1.3 triệu giùm em. Nồi men là 1.3 triệu. Bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi đây em lên cho cô chú anh chị một cái bộ nồi, nồi cây saliva hay là của Đức, nhưng mà bộ này nó có sẽ có quá trời món luôn. 6 món cô chú anh chị ơi, 6 món mà rất là nặng nha, 9 lớp đáy luôn. Hay là thuộc dòng hàng cao cấp. Dạ cái này thuộc dòng hàng cao cấp. Cái này là một cái nhỏ nè cô chú anh chị. Cái này là có cái này dày lắm Trang. Cái này dày lắm nha. Bộ nồi 6 món. Khá là dày cô chú anh chị ơi. Rồi đường kính là 18 nè cô chú anh chị, cao là 10, một cái nồi nhỏ nha. Em nghĩ là cái quánh nhỏ, cái quánh này nó bằng dung tích nè. Cái quánh này nó sẽ bằng dung tích với cái nồi luôn. Rồi đúng luôn cô chú anh chị, lít 1, lít 1, lít 3. Đúng rồi. Nó sẽ có một cái nồi. Một cái nồi hai tay và một cái quánh. Một cái nồi có cái cán nè cô chú anh chị. Và một cái nồi giữa. Còn cái nồi này là 2 lít nè cô chú anh chị. Cái nồi 2 lít đường kính 20, cao là 10, đường kính 20 cao là 10. Và một cái nồi là chắc đường kính 22 nữa. Cái này rất là dày nha, khi cô chú anh chị mua hàng nhớ quan trọng về cái sự dày dặn và cái sự cân nặng trên nồi ha cô chú anh chị. Đó. Thì mẫu mã ở đâu nó cũng giống nhau, nhưng mà quan trọng là cái chất nồi mình cân lên. Cái ký lô á, cái này là đường kính 22, cao là 11.5. Rồi cái lớn nhất là đường kính 24 nè. Đây. Đây cái đường, à xin lỗi, đường kính 26 lận cô chú anh chị ơi, lớp đáy chính lớp đáy lận nè. Chính lớp đáy luôn. Và một cái chảo, bộ này có 6 món nha. Bộ này 6 món cô chú anh chị. Dạ bộ này 6 món giùm em. Em bán cho 1.9 triệu, em nói thiệt. Ơi. Em thấy cái nhà của chú anh chị. Em đợt này là nhà em lấy hàng bao ok. Rất là xịn nha, có chống dính. Bên dưới nè. Rất là nặng luôn cô chú anh chị, em nói thiệt. Cô chú anh chị mua hàng là cứ coi cân nặng rồi mình mua. Đường kính 26. Cao lên là 8. Rồi bộ nồi này là nó có 6 món, một cái chảo, một cái quánh, một cái nồi lớn và 3 cái nồi nhỏ. Đó cô chú anh chị. Nhà em bán cho cô chú anh chị 1.9 triệu. 1.9 triệu. Hàng là xài ok. Dạ 1.9 triệu hàng là hàng ok dùm em. Bao hàng chất lượng cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Xài là đẹp, bao đẹp luôn. Cô chú anh chị nào chốt cứ gọi qua số hotline cho em nha. Em sẽ chụp lại kích thước từng nồi cho cô chú anh chị. Sẽ chụp lại kích thước từng nồi và sẽ căn ký lô cho cô chú anh chị, phải đúng chuẩn thì mình nhận hàng giùm em ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em nha.